Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật lại một cái thông báo Sahara Setup.com nha tất cả các anh em. Đầu tiên thì tất cả các bạn nhớ cho xin một like, một đăng ký nha tất cả các bạn. Dù mình rất là bận công chuyện nhưng mà mình cố gắng làm cái video thông báo cho tất cả các anh em nha tất cả anh em. Thì để thì sự kiện này thì nó có là cổ phiếu Sahara Setup này nó có mặt trên 25 quốc gia đầu tư phát triển nha tất cả các bạn. Sự kiện đó, giai đoạn đầu chúng tôi là đã đạt đến cột mốc là 500.000 tài khoản đầu tư, đã đạt được 500 tỷ USDT nha các bạn. Đây là một số của tập đoàn Hoa Kỳ có khả năng là chinh phục, vì là một cái án này là rất là lớn luôn nha các bạn. Sự kiện đầu tiên là tính năng này được thông qua ban phát triển, là bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không bị chậm trễ, do đó không cần chờ đợi đến ngày 14, ngày 15 và ngày 29, 30 hàng tháng như thường lệ. Chỉ cần đạt chỉ tiêu số dư tối thiểu mà tính năng yêu cầu. Như vậy là các bạn có thể có số dư được, tất cả các bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào, các bạn bị rất là nhanh luôn nha các bạn. Cái đồng IMG này nè, không cần phải chờ đến ngày 14, 15, 16 hoặc là 29, 30. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời cho tất cả anh em nào mà đang đầu tư nha các bạn. Tính năng thứ hai này là tính năng chuyển khoản. Hành động này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Là số dư tài khoản của bạn đáp ứng yêu cầu tối thiểu, cần phải đợi đến ngày 14, 15 hàng tháng như trước đây. Nghĩa là cái tính năng chuyển khoản này là như là các bạn chuyển tiền nội bộ tất cả các bạn. Thì chờ ngày tới 14 như ngày 15 và ngày 29, 30 cũng như trước đây nha tất cả các bạn. Rồi tính năng thứ ba là quán đổi cát, có thể đổi được thực hiện cố định vào ngày 14 và ngày 15, 29, 30 hàng tháng. Sau khi chuyển đổi thành tính năng quán đổi IMR sang BTC, NTH, USDT, bạn có thể rút tiền về ví cá nhân bất cứ lúc nào nha các bạn. Tính năng này sẽ cố định vào ngày 14 và ngày 15 và ngày 29, 30 hàng tháng. Nghĩa là cái đồng IMR này trên sàn các bạn có thể chuyển qua BTC, NTH, USDT, rút tiền về bất cứ lúc nào, nhưng mà phải chờ ngày 14, 15 và 29, 30 như tất cả các bạn. Tính năng thứ tư, sự kiện thứ tư chúng tôi có thể nhắc đến đó là hiện tại. Các bạn lưu ý là cái này nha các bạn. Các bạn phải cố gắng nắm bắt cái sự kiện thứ tư này các bạn mới có thể nè. Tính năng đầu tư lãi kép trên hệ thống MIDI cho phép khách hàng sử dụng tiền lãi IMR cũng như hoa hồng trên tài khoản để tham gia mua gói kích hoạt đầu tư nhằm lợi nhuận thành lãi kép. Trong quá trình chờ đợi cổ phiếu IMR và tiền điện tử IMR lên sàn, giới hạn tiền mặt của IMR chỉ được phép chấp nhận dưới mức đầu tiên tối thiểu tương ứng dưới 100 đô bằng mức giới hạn đầu tư tối thiểu mà tập đoàn cho phép đầu tư. Nghĩa là các bạn nhận được 10.000 cổ phiếu IMR này, tất cả các bạn phải đầu tư vào 100 USD. Tất cả các bạn mới có thể giao dịch được một cái đồng tiền miễn phí cổ phiếu này nha tất cả các bạn. Còn các bạn mà không đầu tư chắc cũng không được cái gì đâu. Đây các bạn nói là những gì cộng đồng đã được trong 30 ngày là sức mạnh thúc đẩy. Hành trình phát triển toàn cầu Sahara Setup vào ngày 8 tháng 9 và ngày 10 tháng 9. Chúng tôi sẽ khởi động giai đoạn dự án Sahara Setup để mở rộng sự phát triển của sàn giao dịch. Xin chúc mừng tất cả các bạn nha các bạn. Vì là sàn giao dịch Sahara Setup ngoài sẽ lên sàn nha tất cả các bạn. Ngoài liên kết thanh toán thông minh bằng IMR, chúng tôi sẽ thêm các ứng dụng liên kết khác để kích hoạt dưới dạng niêm yết IMR trên cả hai sàn. Có market cap hơn nữa. Nhóm sẽ sớm ra mắt ví điện tử thông minh để tích hợp chứng khoán Sahara cũng như một số loại tiền điện tử lớn hơn trên thế giới như IMR, BTC, NTH, LTC, mình xin lỗi nha tất cả. Nghĩa là cái đồng IMR này giá trị có tương đương sau này có thể là bằng là BTC, NTH nha tất cả các bạn. Và LTC, ba cái đồng coin này là rất là giá trị rất là cao luôn. Như vậy là giá đồng coin này rất là lên luôn các bạn. Đây thì mình không có ép buộc các bạn đầu tư, các bạn nào thì tự nạp đào chơi nha tất cả các bạn. Và nhiều loại khác của các chuyên gia xác minh, chuyên gia chính cũng như chuyên gia blockchain từ Sahara Setup đánh giá xác minh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng trên toàn thế giới. Và mình thông báo với các bạn, vào gần đây cũng có một số bạn là nói mình dùng hai nick
đi lừa đảo. Mình tuyên bố luôn các bạn, mình không hề nhắn tin cho tất cả các bạn. Các bạn có nhắn tin với mình thì mình trả lời, mình không hề nhắn tin cho một người nào khác nha tất cả các bạn lưu ý nha các bạn. Dù có ai nhắn tin nói mình là các bạn cũng không được giao dịch với người đó nha các bạn, kể cả ngay mình luôn. Vậy video mình có thông báo tất cả bao nhiêu các bạn, mình không có hề nhắn tin cho tất cả các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.